Toàn giờ không có con được. Thử xem mấy trứng thôi. Có trứng không? Có trứng không? Mấy trứng? Ai lấy mẹ rồi ạ? Cái gì á? Ai lấy trứng mẹ rồi ạ? Ai lấy trứng hả? Ờ. Thật đi đùa. Không ai lấy trứng. Có gì không? Không. Hả? Không. Đây để em xem nào. Hay bìm bìm vào phá rồi. Mất thật mà. Anh làm gì? Thì bốc rồi. Từ 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 xem. Bốc rồi à? Hay bìm bìm phá rồi. Để em trèo lên các bác nhá. Nè, cái tổ rất đẹp. Anh em ạ, à, mất trứng rồi. Hôm trước mới quay có một trứng mà mất rồi. Hay là con gì nó ăn mất nhỉ? Hay bị bịp phá anh em ạ. Rồi, chả con gì nữa rồi. Đấy. Rồi. Có con hay có gì? Chắc chắn là có con rồi. Con hay trứng? Nở to chưa? Thấy không? Kia cành kia. Cành chia ra đây, chia ra đường này, à, chia ra góc kìa. Kìa. Ừ. Nào treo lên thử nghe em. Vít được mà. Có nghĩa là đứng ở cái bờ tường kia là với được. Anh em ạ, cái tổ chim ngay cổng nhà em. Đây các bác này. Đây nhà em đây. Hôm nay có anh em đến giao lưu. Thì mở xem có con không thì tặng anh em. Đứng lên đấy được. Đứng được. Anh lượng giữ cho anh. Giữ anh ấy. Sọc toi đấy. Đấy. Vít lá bưởi rồi. Đấy. Rồi. Có con hay có gì? Chắc chắn là có con rồi. Con hay trứng? Nở to chưa? To rồi thì lấy, còn nếu non rồi thì cứ để 1-2 hôm nữa. Mọc lông rồi lấy được. Mọc lông ống gì lấy được, về nuôi được rồi. Mọc lông ống rồi đúng không? Đâu em nhìn em. Tao đâu chứ nhìn gì? Đâu. Đâu em nhìn nào, chả nhìn cái gì. Đây, nhú lông kìa. Đâu đứng đâu, từ đứng im đấy em nhìn nào. Nhú lông lấy được. Nhú. Kéo. Không phải bẻ cái cành đó này. Mấy con. Phá hoại mầm non. Mấy con. Em đi tìm bố. Búi cho kéo rồi. Đừng chết mà. Đừng kéo. Em có phải lên mảng này đâu. Nó phơ cỏ. Mẹ tí mẹ này nó hơi giả tất đầu. Được chưa? Đâu? Ôi, đâu rồi? Đông quá. Đâu rồi? Đúng rồi. Đây. Cổng nhà trọng rồi. Anh em này nở tầm này đuôi rồi. Về bón lẫn tí sữa bột và cám. Là ok, sữa bột của trẻ con ạ. Nó rất là nhanh lớn anh em nhá. Ba con. Ba con. Đấy nuôi đẹp rồi. Con này nuôi hay rồi. Con này nuôi đẹp rồi. Mọc lông rồi. Mọc lông ống này đẹp rồi. Cái bọn này lấy sữa bột à? Lấy sữa bột thì con anh pha lẫn cám. Xong anh lấy xà lanh anh rít anh bơm ít một thôi là nó ăn. Mà bọn này nhanh lớn lắm, anh cho sữa bột nhanh lớn lắm. Cho màu và cho màu và chim non này rất là nhanh lớn. Nếu mà sữa bột anh em ạ. À đây đi ra nghe tổ chòe đi. Đi bộ luôn. Tổ chòe ngay đây. Ai có tiền không? Nhiều đệ quá. Toàn đệ là đệ. Hưng Yên còn đi xe đạp lên với máu chứ. Đây anh em này, cái tổ chè kìa. Cột điện này. Ra nghé xem để được mấy trứng, hôm trước để được một trứng. Không biết là liệu có nó để được mấy trứng rồi.
đi ra nghe anh em nhé. Cứ bật đồ thả đúng nhá. Nuôi anh cứ bón su bột. Lớn nhanh như thổi luôn, riêng su bột chỉ con. Trộn lẫn su bột với cám nhá là được. Ừ, cám trứng hoặc cám gà con được. Anh đưa xa lanh anh cho. Đúng rồi, hút. Đúng rồi, lấy xia. Cân 8 rồi. Đây đây, tổ đây. Đây, anh em. Tổ cây này này. À, cột điện này. Cây này nó không có lá anh em ạ, chỉ có dây thôi. Đây à? Ừ, đúng rồi. Thì treo lên này. Cây cây này mọc lâu lắm rồi, chưa thấy bị hỏng. Chưa thấy mọc lá toàn. Không nhớ lại có con rồi. Toàn dây không có con được. Thử xem mấy trứng thôi. Có trứng không? Có trứng không? Mấy trứng? Ai lấy mẹ rồi ạ? Cái gì á? Ai lấy trứng mẹ rồi ạ? Ai lấy trứng hả? Ờ. Thật đi đùa. Có gì không? Không. Hả? Không. Đây để em xem nào. Hay bìm bìm vào phá rồi. Mất thật mà. Làm gì? Thì bốc rồi. Từ từ xem. Bốc rồi. Hay bị phá rồi. Để em trèo lên các bác nhá. Mẹ cái tổ rất đẹp. Anh em ạ, mất trứng rồi. Hôm trước mới quay có một trứng mà mất rồi. Hay là con gì nó ăn mất nhỉ? Hay bị phá anh em ạ. Rồi, chả con gì nữa rồi. Năm nào ông làm đây? Năm nào cũng làm đây, hôm trước mới quay nó có mấy trứng. Nó mà bị phá đây thế nào nó lại làm cột điện kia năm ngoái thế. Đi. Để hôm nào em tìm chòe cho chòe thiếu gì. Chòe em nuôi một con rồi, em rất muốn nuôi nhiều chòe. Đang chòe không? Đang nuôi một con này. Đéo không? Con của em nó thuần rồi, con của em nó bón ăn rồi. Mày nuôi không? Anh nuôi.